Lời nói đầu tiên chào toàn thể của chú chị trên kênh Bonsai Thành Thơ. Hôm nay phát sóng thì có về nhà vườn Minh Hiền có về một số phô mai, mai sắp đến gì ơi, hàng lớn nha, đế cũ, cúc cành thì tứ diện ha, giá tầm trung cho các chị mình về mình ghép hoặc chơi ghim ha. Lô này thì bông đẹp ha, mong sự yêu thương ủng hộ chị. Rồi chào anh Hiền Hiền ơi. Dạ em chào, chào kinh mai vàng Cần Thơ. Hôm nay em có về một số phôi mai vàng ha. Rất mong anh chị cô em, anh chị cô bác gần xa xem và ủng hộ. Số điện thoại của em là 0973335627, cũng là số Zalo luôn, anh chị em quan tâm và ủng hộ ha. Không mất thời gian vô cây số 1 được ơi. Mã số 1. Tổng chiều cao tới dây đế là 70. Rồi thoát thân anh ơi. Thoát thân là 40, cúc cành số 1 luôn. Cúc cành là 10. Rồi đường kính bầu của em luôn ha. Đường kính bầu là 65. Mai này mai sắp đế không chơi. Rất là đế là sao. Hai thông số đôi ha. Cũ gì là 37 nha. Rồi. Hoành thân là 29. Rồi. Đế sổ là 25. Đế sổ 25. Rồi, mã số 1 em giao lưu anh chị em gần xa là 4 triệu. Đế bao đế chưa? Mai vàng sắp đế ha. Này về về nuôi sau này liền bệ ha. Thứ nào chịu nổi. 4 triệu đồng. Rồi mã số hôm nay mình giao lưu mã số gì anh? Mã số C1 đi. C1 ha. C1. Cúc cành tứ diện ha, 4 triệu đồng. Em này rất là nặng cây chú ơi. Anh Hiền bao ship toàn quốc ha. Bao ship toàn quốc thôi là bao ship toàn quốc. Rồi mình đổi cây luôn. Rồi tiếp tục mã C2 cũng mai sắp đế luôn nha. Cây này tay cành tứ diện luôn. Rồi tổng chiều cao mặt bầu cũng là 70. Cúc cành số 1 là 10 cm. Đường kính bầu là 60. Hoành vị trí này là 26. Mai vàng sắp đế rồi chú ơi. Đế nè, cuồn cuộn luôn ha. Quá trời lắm đế. Mã số C2 đem giao lưu anh chị em gần xa là giá 3 triệu. 3 triệu đồng. 3 triệu bao ship toàn quốc luôn đế. Nha. Hậu nở này nè. Ha. Dòng sắp đế con chơi. Dòng sắp đế. Mặt hoa đẹp luôn ha. Có video nguyên lô bông cho anh chị tham khảo luôn. 3 triệu đồng. Rồi tiếp tục là đổi spoil mã C3. C3. Tổng chiều cao mặt bầu cũng 70 luôn. Cúc cành là 12. Đường kính bầu là 65. Cái này có cái củ to nha. Cái củ lửng lửng tại vị trí này là 65. Hoành thân cây này tại vị trí này 31 em tính 30 nha. À, 31 em tính 30. Rồi. Quá trời cái đống đế của chú bác ơi. Khủng khiếp đống đế ha. Nó cuộn nguyên cục này, nó thù đây luôn. Rồi giao giá này số C3 em giao lưu anh chị em gần xa giá 5 triệu. Phí ship đảm bảo toàn quốc luôn nha. Bảo ship toàn quốc luôn. Quá khứ đông đế ha. Anh Hiền lần đầu tiên xuất hiện trên Bonsai Thành Thơ. Mong chị quan tâm và ủng hộ ha. Có gì cũng chị mình cứ bình luận góp ý. Rồi đỡ cây. Tiếp tục là mã số C4. Không chim lại gì. Rồi được rồi, thôi kệ lên. Lỡ rồi. Lỡ con cây ha, cây sau chim rồi. Tổng chiều cao mặt bầu là 80. 80. Lấy cái đầu chim cái cho nó đứng lên cái gì xem dễ. Lấy cục gạch á. Cúc cành đại diện tại vị trí này là 18. Cúc cành là 18 nha. Nè nè nè, bên đây đút vô liền. Hút rồi. Rồi. Hoành kính bầu là 62. Đấy con dơi, cũng khiếp đế nha. Đo cái hoành cũ trước anh nè. Cũ là 39. 39. Hoành thân vị trí này là 32. Rồi, anh Hiền đo hoành rất là chuẩn nha. Đế luôn anh ruột ơi. Hoành, đế nè. 2-3 lớp. Mai này mai vườn chính hiệu nha. Cũng khiếp đống đế con dơi. Rồi, mã số C... Rồi, C mấy? C4. Mã số C4. Anh Hiền giao lưu giá là... Giao lưu anh chị em gần xa là giá 5 triệu. 5 triệu đồng. C4. Mã số C4. Hiền bán là mai vườn Cần Thơ 100% chị. Anh em nào chớ một chốt nguyên lô được cái giá rất tốt nha anh em. Giáo hạt Thủ Đức trồng đất Cần Thơ ha. Rồi tiếp tục là mã số C5. C5. Tổng chiều cao mặt bầu là 70. Cao 70. Cốt cành là 12. Thoát thân luôn anh Hiền ơi. Chúng chị mình tham khảo kỹ hơn. Thoát thân là 31. Đường kính bầu là 63. Do cái hoành cũ đặt lửng lửng tại vị trí này là 73 nha. 73 đặt nha.
Rồi Quỳnh Thân vị trí này là 32, Quân Bình thì nó 30-32 ha. Đế sổ là 25. Mày cũ nó già vậy nó muốn lên xù luôn ha. Rồi đế nó bỏ đều bầu hết trơn. Mã số xe 5 em giao lưu anh chị em gần xa là giá 5 triệu. 5 triệu đồng. Quá trời đúng đế, ngồi xuống ôm đúng đế hai mặt cái anh thiệt. Cũng khiếp ha. Đế nó già nua luôn. Mắt có hiện tượng xù xù nhẹ ha. Rồi tiếp tục đổi cây mã số C6. Tổng chiều cao mặt bầu là 75. Thoát thân là 26. Đường kính bầu là 62. Hoành thân vị trí này là 21. Quá xa cục đế mày nè mày. Nhỏ mà có duyên nha. Không có vỏ con kia. Cây này em giao lưu anh chị em gần xa là giá 2 triệu. Phí ship em bao toàn quốc luôn nha. 2 triệu đồng thôi con kia. Phí ship bao toàn quốc luôn. Anh Hiền bao toàn quốc luôn ha. Đế nó già nè. Nó cuồn ha. 2 triệu đồng. Rồi đổi cây luôn. Rồi tiếp tục là mã số C7. Trời chuyển mưa nó hơi đen cái gì. Có gì cũng gì. Rồi tổng chiều cao. Tổng chiều cao đó mặt bầu là 75. 75. Thoát thân luôn nè. Thoát thân cũng cần luôn. Thoát thân là 35. Thân 35. Thoát cành là 12. Anh Hiền đo thông số thì bao cũng chị đó lại nha. Đường kính bầu là 54. 54 đường kính bầu. Cái cũ đặt lưng lửng như là 37 nha. À, 37. Đặt 37. Hoành thân vị trí này là 27. 27. Mai sắp đế đời đầu của chú bác. Cây già cây cổ ha. Rồi mã số C7 em giao lưu anh chị em gần xa là giá 3 triệu. 3 triệu đồng. Rồi thì đổi cây luôn ha. Rồi tiếp tục là mã số C8. Mới bước về quay luôn em ơi. C8. Rồi, rồi tổng chiều cao mặt bầu là nó 22. Đường kính bầu là 54. Mình vị trí này là 21. Quá xa đấy. Rồi cho giá luôn thì đó. Mã số C8 em giao lưu anh chị em gần xa là giá 2 triệu, ship em bao toàn quốc nha. Bầu đế to nha. Bầu to lắm anh em ơi. Rồi tiếp tục mã số C9. C9 cũng là một cái mây dài sắp đế luôn. Tổng chiều cao mặt bầu là nó 89. Mưa luôn chưa? Mát. Thoát thân là 35. Cốt cành là 14. Cành 14. Đường kính bầu là 58. 58 đường kính bầu. Hoành thân vị trí này 30. Cây này nó già chưa? Cũng là thùng nữa. Cũng kiếp đúng đấy. Cái mã số C9 em giao lưu anh chị em gần xa là giá 3 triệu. 3 triệu anh Hiền bao ship toàn quốc. Bao ship toàn quốc. Bây giờ về mình chơi rất tỉ tâm. Rồi đổi cây. Tiếp tục là mã số C10. C10. Tổng số 10 là tổng chiều cao là 100. C10 ha. Rồi C10. Thoát thân là 22. Đường kính bầu là 58. Hoành thân vị trí này là 30. Cây C10 em giao lưu anh chị em gần xa là giá 3,5 triệu. Cốt cành đều tứ diện luôn em ơi. Cụ để quá khứ ha. Rồi cái này em giao lưu mã C10 em giao lưu anh chị em gần xa là 3,5 triệu ha. Phí ship em bao toàn quốc luôn nha. Nắp nó xuồng nhẹ vậy ha. Quay đều tay 3.500k. Rồi đổi cây luôn. Rồi tiếp tục là mã số 11. C11 mã cuối cùng của clip nè. Tổng chiều cao mặt bầu là 54. Thoát thân là 26. Đường kính bầu là 57. Em thôi cái cũ đặt lửng lửng gì là 52 ha. Cắn. Hoành thân vị trí này là 26. Mai vàng sắp đế cái gì từ đầu ha. Quá xa đế mấy người ơi. Khá là VIP. Điều quá. Bầu nhiêu đế nhiêu đặt hết. Rồi mã số C11 này em giao lưu anh chị em gần xa là giá 3,8 triệu. 3,8 triệu. 3,8 triệu. Phí ship em bao toàn quốc luôn nha. Rồi cuối video mình nói là gì, chào toàn thể của chú luôn anh em Nguyễn Hiền. Cảm ơn anh chị em cô bác gần xa đã quan tâm và ủng hộ nhà vườn Minh Hiền nha. Rồi nhắc số điện thoại lần nữa này thôi. Là 0973335627 cũng là số Zalo luôn. Các phòng anh chị em cô bác gần xa ủng hộ giùm.
Rồi, cảm ơn và hẹn gặp lại. Dạ. Rồi chính chúc quý chị trên kênh Bonsai Hàng Thơ nhiều sức khỏe, hạnh phúc, thành công. Rồi quý chị yêu thích cái nào thì alo ủng hộ anh Nguyễn Hiền ha. Rồi cảm ơn nhiều. Hẹn cô chú bác những video tiếp theo. Xin chào, hẹn gặp lại.